Chứ các bạn nghĩ các bạn đi ăn cỗ mà đi mời rượu xin số được gái á? Không. Đấy đấy là trong một cái trường hợp nó không hề lý tưởng chút nào hết. Sang bóc hộ con tôm thì xin. Nếu các bạn muốn sở hữu các trang phục hiếm, đã hết thời gian mở bán, hay chỉ đơn giản là không muốn bỏ một số tiền lớn ra để mở cầu tinh hoa, thì có thể ghé qua shop app của Identify ở địa chỉ wingame.vn. Ở đây thì có đủ các loại tài khoản từ ít đến nhiều trang phục. Chẳng như tài khoản sở hữu skin thần thánh, trang phục hiếm nhất của Gu Trang thì với giá là 3 suất 2 đi lao. Sau khi chọn được tài khoản, mọi người có thể liên hệ với chủ shop qua nút Messenger ở phía dưới. Sẽ được dẫn đến chat với fanpage, ở đây có mọi thứ về Identify trên Facebook. Tất nhiên là các bạn có thể thanh toán bằng chuyển khoản hoặc là thẻ cào. Và kho ác sẽ được cập nhật hàng ngày. Chi tiết thế nào, cứ liên hệ với chủ shop để được hướng dẫn tận tình. Ôi mẹ, tôm mẹ em bóc giùm rồi, không cần. Anh nhỏ. Mẹ em làm tất cả mọi thứ cho em. Hunter là cái con gì, con quạ gì á, của con mà nhảy cái lồn. Y tá quá. Không biết tên. Y tá quá. Nó đang đi qua nhà cổng trước á. Ê mọi người. Anh cay, anh cay, anh cay. Em biết cay luôn. Bay ở nhà nhỏ hả? Vẫn ăn hit này, the fuck man. Tên le à? Tên le dính rồi. Ai giữa nhà đấy? Em bơ tụ đổ. Ờ, đừng đừng, hủy cổng, hủy cổng, hủy cổng. Không cả cho nó phá cổng, nó bỏ nhá. Ừ, nhá, rồi chụp cái. Phá cái cổng, nó bỏ, nó có một link này. Nó bỏ hay sao? À không, phải bỏ, không phải bỏ. Máy gái chứ đập máy. Ờ, thoát ly khỏi cái máy giữa nhà đi. Cai tí, trong nhà cho nó vô học. Đuổi lính thuê vậy? Bác này không ngán đứa nào luôn hay sao vậy? Ui, đang căng không kịp! Anh biết nó bờ linh! Hả? Ừ, tao biến, tao biến. Ra khỏi cái nhà đây anh, cái hầm ở đây này. Kê, kê, kê. Trời, biết nó bờ linh đó. Ở găng không có kịp. Không, pha đấy không tê đô được. Pha đấy một là... nó may lắm, nó đánh nó hit qua cửa sổ ấy. Cứu cho. Vị rượu sao á? Vị rượu là vị cồn. Nhưng mà trong mọi người biết là trong các vị cồn mình thích nhất là cồn gì không? Cồn lậu. cổng, ok. Thằng này nó thử thách bản thân người ta, sao nó bắt lính thôi vậy? Không đi bằng cổng luôn á. Thế nó đi đâu? Nó đi ngoài đường ngoài cho nó phá cái cổng trời. Quá nè. Đấy, cộng 200 này. Đi lục hòm đấy, đi lục hòm đấy. Chị thêm bị không, nó dí em, nó dí cái khu ở cổng trước. Stream kỹ năng á? Đấy, thấy cai kỹ năng không? Dí lính thuế, con mẹ. Em thấy stream này kỹ năng chỗ nào vậy? Em thấy nó tự làm khó mình thì có. Dài. Anh cái ván bỏ. Phải cái con đi thang qua các bạn đừng chuyển khu sớm quá được. Mà giờ đang làm gì? Tại vì đấy. Ui đánh xuống hầm này. Anh bỏ à? Cái thằng kia thang qua nó không phá ván, nó nhảy qua ván mà mình dùng cái ván đấy mình cai tiếp. Máy xa quá nhỉ. Cái máy lồng chim khó thật. Sửa máy không xong. Bỏ máy thế sửa sau. Đập máy mới. Đó đi mà mày.
đi ngược, nó đi ngược lại, nó đi ngược lại, không đuổi theo. Giờ mới thấy có đứa chơi đúng cái rank của mình đó. Ừ, nó lại thấy anh rồi. Rồi. Mấy ngoài nè, mấy ngoài. Ờ điệp mẹ nó đi ra mấy. Chào anh. 68% à? Ủa nãy giờ mọi người đi đâu vậy? Đi chơi. Đi chơi. Alo. Thì có quẹ nó cái máy này rồi nè. Gì Anh bỏ hai găng ở đâu? Anh đã hết găng rồi mà. từ giờ nó thua rồi, cái máy yếu quá băng rồi, sao nhá? băng vẫn của máy, mẹ băng vẫn của máy chồng cận. Hôm nay có một cái máy mà Rồi băng ơi, cần kỹ năng đang mở cổng trước luôn. Anh có 6, anh có 6, anh có 6. Ba ngàn tiền zone full kill luôn, còn mẹ. Chết rồi. Hơi khó. Rồi, bác ơi, này. Sao lại chui qua cổng? Cho cái cổng nước vào kín nên là nó hút. Đây là em rồi, cứu ơi, cứu ơi. Có chuẩn 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 chuẩn. Một người cứu một người bấm cổng nhé. Ô em vẫn còn cú đúng Còn không? Nhiều lắc quá. Mình đi ra mẹ đi. Tụi cay nãy giờ chưa ra được. Em nhớ là nãy anh đáp hụt một cái xong còn hai cái á, cái con ít tháp hết rồi á. Chăng Có ai trong sửa không? Có ai trong sửa không? Có em. Mà em tính để cái máy đó cho con nổ máy cái nào. Rồi Hunter Itaqua đang chạy đang chạy từ góc bên trái xưởng ra. Là nó có trong xưởng không? Không 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 không. Cho xem cái máy được không? Thấy anh có thể đi cốt từ đầu đến cuối game được rồi. Tiểu thuyết đuổi tiểu thuyết rồi. Hầm ở trong xưởng, hầm trong xưởng. Đâu có chơi đi cốt đơn ta. Chắc giờ em là người hiền. À, đây là điềm tĩnh. Một phẩm chất giống như trong bốn thầy trò đường tăng, bây giờ em là sang ngộ tĩnh. Cái lồn quen. Mà em là hệ gì? Em hệ hỏa đúng không? Em hệ kim. Kim à? Kim hôm trước trong bài của anh hệ kim là nó giống cái gì à, giống Ngộ Không. Rồi chạm máy xí. Đặc điểm của người hệ kim là mỏ hỗn, xong rồi Làm sao nữa? giống Ngộ Không ấy. Nhưng mà hệ nó sẽ thay đổi ấy. Ui, nhiều lúc kim nó vượng khác mà kim nó suy nó khác. Nếu ẩn ba cứu tổng à? Cái để lâu là mất hả? Ừ, 1 phút mất. Chết mẹ rồi, có máy bên này tơ đi đâu ấy? Đây 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 đây, nó nhìn thấy anh, nó nhìn thấy anh. Ơi. Mày nhìn. Cá chết đi vậy. Đấy gọi là game sen đấy các bạn. Điểm sen. Trông rất là đi cứu nhưng không hề đi cứu.
Ủa? Hệ cỏ đâu á? Anh tự nghĩ ra ấy, khỏi đâu. À cái gì nhỉ? À hệ 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 của mình nhá, hệ mình thì tùy xem em xem tướng số xem phong thủy. Còn vẽ mất dấu. Anh thì bạn anh bảo anh hệ thủy thì anh biết là anh hệ thủy. Ủa được gồng cha tách. Đủ máy chưa? Chưa đủ máy đâu. Lình thuê đang đi chơi. Chạm cái máy tưởng yêu không đi luôn. À thế à, anh quên mất là em đang nửa máu ấy. Máy có robot ở Qua đâu máy không này vậy? đi, qua máy này đi. Máy robot ở cổng cổng gì cơ? Cổng cổng Anh một thấy vài nó cổng rung nhỏ rồi. nhỏ. Ok. Robot ở máy container. Em qua cổng trước phụ em cái máy với. Đây đây đây. Robot em còn nhiều không? Không. Đủ ra cổng Em không? chắc đủ á, để em ra cổng luôn nha. Hệ là mệnh nhà anh nhá. Kiểu mình mệnh thủy, mình mệnh hỏa cũng đúng. Nhưng mà trong một người thì nó sẽ không chỉ có một một mệnh, một hệ đâu. Hơi đen chứ phải để có con robot thì máy brand không sao, không sao. Máy brand rồi. Ai đi cứu nhở? Thở máy được không? Em xong máy kiếm mình đi chơi từ đấy À ừ mà. quên 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 còn máy. Anh quên, anh quên, anh quên. Sao nhìn nó có vẻ nó như là nó sắp qua vậy. Kệ nó qua nó bắt người ấy, kệ còn gì. Đẹp ra rồi này. Lỡ di tay ở phát ra Từ từ nha, máu chưa lên cổ nha. đang phải ca thêm cái Mỗi lúc người một cổng. Từ 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 để từ đủ từ từ máu từ 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 luôn. Có mà linh mà nó không làm gì đâu. Rồi đấy. Ồ Ủa cổng đây cổng là xong, cổng cổng xong rồi, cổng xong rồi. không chứ. Hai cổng đều xong. Thợ máy một cổng, robot cổng. Bye bye. Dạ. À, Lan Lucifer. Ủa? Anh chắc hệ lụy. À, đúng rồi. Lý. Hay, bắt đầu biết chơi chữ rồi đấy.